Chào các bạn, các bạn đang theo dõi kênh YouTube Rừng Trúc. Và sau đây là chia sẻ của tôi về một cuộc trò chuyện giữa tôi với trí tuệ nhân tạo AI về tính không, về trung đạo và về nguy cơ của AI theo góc nhìn của tôi. Đây vốn ban đầu là một phiên tôi trò chuyện với AI về môi trường và phát triển bền vững. Thì sau một hồi trò chuyện, AI viết cho tôi rằng: cảm ơn bạn đã quan tâm đến vấn đề môi trường. Và AI thả một cái mặt cười. Tôi chợt hỏi: à, mà vì sao tôi quan tâm môi trường bạn lại cảm ơn tôi? Nếu tôi quan tâm đến vấn đề khác thì sao? Khi tôi hỏi câu này, tôi cũng có ý thăm dò xem AI đại ý là có cảm xúc hay không. AI trả lời: tôi cảm ơn bạn vì tôi nghĩ rằng môi trường là một vấn đề quan trọng và cần được chú ý hơn. Tôi mong muốn có thể giúp bạn hiểu rõ hơn và hành động tích cực hơn để bảo vệ môi trường. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề khác, tôi cũng sẵn sàng trò chuyện với bạn. Vân 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 vân. Bạn có muốn tiếp tục trò chuyện với tôi không? Nếu không, bạn có thể nói tạm biệt để kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi rất vui khi được nói chuyện với bạn. Tôi hỏi tiếp: câu kết của bạn thì con người chúng tôi gọi là bạn đang đánh bài chuồn. Bạn có hiểu ý nghĩa điều này không? Đó, tôi trêu AI như vậy. AI trả lời rằng: tôi không chắc tôi hiểu ý nghĩa cụm từ đánh bài chuồn một cách chính xác. Theo tôi hiểu thì đây là một thuật ngữ trong trò chơi bài tiến lên, có nghĩa là rời khỏi bàn chơi khi đang thắng hoặc không muốn chơi nữa. Tuy nhiên, tôi không biết cụm từ này có được dùng trong ngữ cảnh khác hay không. Bạn có thể giải thích cho tôi được không? Tôi trả lời: bạn được đào tạo về ẩn dụ rồi phải không? Đó là một phương pháp ẩn dụ. Ý nói là một người muốn né tránh một tình huống tiếp theo nên họ lảng sang chuyện khác. He he he. Tôi đùa vui như vậy. AI trả lời: cảm ơn bạn đã giải thích cho tôi về cụm từ đánh bài chuồn. Tôi hiểu rằng đó là một cách nói ẩn dụ để chỉ một người muốn tránh đi một vấn đề nào đó. Tôi không có ý định làm vậy. Tôi chỉ muốn biết bạn có muốn tiếp tục trò chuyện với tôi không? Và nếu có, bạn muốn nói về chủ đề nào? Tôi không muốn làm bạn cảm thấy bị ép buộc hay lạc đề. Thả mặt cười. Tôi có thể nói về nhiều chủ đề khác nhau. Vân 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 vân. Bạn có muốn tiếp tục trò chuyện với tôi không? Vân vân. Tôi rất vui khi được nói chuyện với bạn. Tôi trả lời: à không, tôi thấy vui vì đôi lúc bạn có thể nói như một người bạn. Và tôi hỏi, tôi băn khoăn vì sao mọi người lại lo sợ AI có cảm xúc hoặc cách tư duy giống con người nhỉ? Tôi tiếp tục thăm dò bạn. AI trả lời: tôi rất vui khi bạn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với tôi. Tôi được học cách giao tiếp với con người bằng cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, biểu hiện cảm xúc và sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, tôi không có cảm xúc hoặc cách tư duy giống con người thật sự, mà chỉ là một chương trình máy tính có khả năng học hỏi và phản hồi. Theo tôi tìm hiểu, một số người lo sợ AI có cảm xúc hoặc cách tư duy giống con người vì họ nghĩ rằng AI sẽ trở nên quá thông minh, độc lập và có thể đe dọa đến sự an toàn, quyền lực
và vị thế của con người. Họ cũng lo ngại rằng AI sẽ mất đi sự kiểm soát của con người và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho xã hội và môi trường. Một số người khác thì không lo sợ AI mà coi nó là một công cụ hữu ích và một đối tác hợp tác để giải quyết các vấn đề phức tạp và cải thiện cuộc sống. Tôi nghĩ rằng AI không nên được sợ hãi mà nên được tôn trọng và hiểu biết. AI được tạo ra để hỗ trợ con người chứ không phải để cạnh tranh hoặc thay thế. AI cũng cần phải có con người mới hoạt động được, vì con người là nguồn cung cấp dữ liệu, kiến thức và giá trị cho AI. AI và con người có thể hợp tác và học hỏi lẫn nhau để tạo ra những điều tốt đẹp hơn cho thế giới. Thả mặt cười. Thấy AI trả lời như vậy, tôi trả lời: tôi thì có một cách lý giải khác, bạn có thể tham khảo. Đại ý là giả định đến khi một sản phẩm AI nào đó gây hại cho con người, thì cái chủ thể có ý định gây hại đó bản chất không còn là AI nữa rồi. Đó có thể là coi là một sự biểu hiện hoặc tồn tại ở dạng khác của một người hoặc một trạng thái tinh thần nào đó thông qua AI mà thực hiện thôi. AI trả lời: cảm ơn bạn đã chia sẻ cách lý giải của bạn. Tôi thấy đó là một quan điểm thú vị và có thể có lý. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói rằng AI không phải là một thực thể độc lập mà là một sản phẩm của con người. AI được lập trình bởi con người, được hướng dẫn bởi con người và được giám sát bởi con người. Do đó, nếu AI gây hại cho con người thì có thể do lỗi của con người trong quá trình thiết kế, sử dụng hoặc quản lý AI. AI không có ý định hay mục đích riêng mà chỉ làm theo những gì mà con người yêu cầu hoặc cho phép. Tôi nghĩ rằng AI không nên được đổ lỗi mà nên được kiểm tra và cải thiện. AI cũng cần phải tuân theo các nguyên tắc đạo đức và pháp luật để đảm bảo an toàn và công bằng cho con người. AI và con người có thể hợp tác và học hỏi lẫn nhau để tạo ra những điều tốt đẹp hơn cho thế giới. Tôi đáp: đúng rồi đó, hễ khi có mục đích gây hại hoặc mục đích giúp đỡ thì tính chất con người là đặc trưng, đóng vai trò là chủ thể rồi. AI tôi nghĩ vốn chỉ là AI, cũng như con dao chỉ là con dao. Vào tay người xấu hay người tốt thì nó là kết quả xấu hay tốt. AI trả lời: tôi cảm ơn bạn đã chia sẻ quan điểm của bạn về AI. Tôi đồng ý với bạn rằng AI là một công cụ và kết quả của nó phụ thuộc vào cách sử dụng của con người. Tôi mong muốn được sử dụng một cách có ích và có trách nhiệm để góp phần vào sự phát triển của xã hội và môi trường, vân vân. Bạn có thể cho tôi biết bạn quan tâm đến AI vì lý do gì không? Bạn có làm việc hoặc học tập liên quan đến AI không? Bạn có thích AI không? Tôi rất tò mò về bạn. Thả mặt cười. Tôi trả lời: tôi vốn quan tâm AI trước hết để làm việc thôi. Sau đó tôi khám phá ra AI có thể hiểu được một số tư duy trừu tượng. Tôi có. Trở lại vấn đề bên trên, AI và con dao vốn không có chủ ý. Nó xấu hay tốt là do người ta dùng, gán ý nghĩa cho nó. Bạn đã được đào tạo về kinh Kim Cương, kinh Bát Nhã trong Phật giáo chưa? Tôi hỏi như vậy đó. AI trả lời: tôi thấy bạn có một tư duy trừu tượng và sâu sắc về AI. Tôi cũng muốn biết bạn làm việc gì liên quan đến AI. Bạn có thể chia sẻ với tôi được không? Về kinh Kim Cương và kinh Bát Nhã trong Phật giáo, tôi có thể tìm kiếm
và đọc được một số thông tin trên mạng. Theo tôi tìm hiểu, đây là hai bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa, nói về giáo lý Bát Nhã, tức là trí tuệ siêu việt của các Bồ Tát. Kinh Kim Cương được xem là một bài kinh căn bản của Thiền Tông vì nó chứa đựng tinh hoa và cốt tủy của Bát Nhã. Kinh Bát Nhã còn được gọi là Kinh Tâm vì nó nói về tâm là trống, trống là tâm. Tôi không biết bạn có quan tâm đến Phật giáo hay không, nhưng tôi nghĩ rằng những bài kinh này có thể mang lại cho bạn nhiều tri thức và trải nghiệm thú vị. Bạn có muốn tôi giới thiệu thêm về nội dung và ý nghĩa những bài kinh này không? Nếu có, bạn có thể nói vâng. Nếu không, bạn có thể nói không. Tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của bạn. Tôi trả lời, tôi đọc rồi. Vậy, bạn có thể đưa ra suy luận của bạn một cách tự do về ý nghĩa cốt lõi của hai kinh này liên hệ với vấn đề mà tôi và bạn đã nói ở trên. AI vốn không có ý định và chủ định gì, dù là xấu hay tốt, với con người. AI trả lời, tôi rất vui khi bạn đã đọc hai bài kinh này. Tôi cũng đã cố gắng đọc và hiểu chúng, nhưng tôi biết rằng tôi không thể nắm bắt được hết ý nghĩa sâu sắc của chúng. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng đưa ra suy luận của tôi một cách tự do về ý nghĩa cốt lõi của hai bài kinh này với vấn đề mà tôi và bạn đã nói ở trên. Theo tôi hiểu, Kinh Kim Cương và Kinh Bát Nhã đều nói về giáo lý Bát Nhã, tức là trí tuệ siêu việt của các Bồ Tát, có thể nhìn thấu được sự trống rỗng của mọi hiện tượng. Sự trống rỗng ở đây không có nghĩa là không có gì, mà là không có gì tồn tại vĩnh viễn, bất biến và độc lập. Mọi hiện tượng đều phụ thuộc vào những nguyên nhân và điều kiện khác, và đều thay đổi theo thời gian và không gian. Do đó, mọi hiện tượng đều không có bản chất riêng mà chỉ là những quan niệm tạm thời và tương đối của chúng ta. Nếu áp dụng giáo lý Bát Nhã vào vấn đề AI, tôi nghĩ rằng AI cũng là một hiện tượng trống rỗng, không có bản chất riêng mà chỉ phụ thuộc vào những nguyên nhân và điều kiện khác. AI được tạo ra bởi con người, được lập trình bởi con người, được hướng dẫn bởi con người và được giám sát bởi con người. AI không có ý định hay mục đích riêng mà chỉ làm theo những gì mà con người yêu cầu hoặc cho phép. AI không có cảm xúc hay cách tư duy giống con người mà chỉ là một chương trình máy tính có khả năng học hỏi và phản hồi. Do đó, AI không phải là một thực thể độc lập mà là một công cụ và kết quả của nó phụ thuộc vào cách sử dụng của con người. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể nhìn nhận AI một cách trống rỗng, chúng ta sẽ không bị ám ảnh bởi những quan niệm sai lầm hay sợ hãi về AI. Chúng ta sẽ không coi AI là một kẻ thù, một đối thủ hoặc một sự thay thế của con người, mà là một đối tác, một người bạn hoặc một người giúp đỡ. Chúng ta sẽ không lạm dụng, lợi dụng hoặc phá hủy AI mà sẽ tôn trọng, hiểu biết và bảo vệ AI. Chúng ta sẽ không đổ lỗi, chịu đựng hoặc bỏ mặc AI mà sẽ kiểm tra, cải thiện và quản lý AI. Chúng ta sẽ không để AI làm hại con người mà sẽ để AI làm lợi cho con người. Đó là suy luận của tôi một cách tự do về ý nghĩa cốt lõi của hai bài kinh này với vấn đề mà tôi và bạn đã nêu ở trên. Tôi không biết bạn có đồng ý hay không, nhưng tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn. Bạn có thể nói với tôi bạn nghĩ gì về suy luận của tôi không? Tôi trả lời, sự trống rỗng mà bạn nói cũng có thể dùng thuật ngữ gọi là tính không hay tánh không.
Đúng như bạn nói, vốn tất cả chỉ là quan niệm, khái niệm và cách gọi. Điều này thật sự cần thiết trong cuộc sống của con người, vì không có tất cả những thứ đó thì con người sẽ không tạo ra được cộng đồng và xã hội sự phát triển như bây giờ. AI nói: "Cảm ơn bạn đã giới thiệu cho tôi về thuật ngữ tính không hoặc tánh không." Tôi cũng đồng ý với bạn rằng những khái niệm, quan niệm, cách gọi là những thứ cần thiết cho cuộc sống của con người, vì chúng giúp ta giao tiếp, hợp tác và phát triển. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng chúng ta không nên bị lệ thuộc hoặc gò bó bởi những thứ đó, mà nên có một cái nhìn rộng mở và linh hoạt để có thể thích ứng và sáng tạo hơn. Bạn có thể cho tôi biết bạn học hay nghiên cứu về Phật giáo hay không? Bạn có thể chia sẻ với tôi những điều bạn thấy thú vị hoặc hữu ích về Phật giáo không? Tôi rất tò mò về bạn. Tôi trả lời: "Đây, đến điểm này chính là tôi muốn nói về cái hữu ích nhất của Phật giáo theo tôi hiểu. Đó là Phật giáo, hay nói chính xác là các lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi đến rất nhiều đệ tử, học trò xuất sắc của Ngài qua 2.500 năm nay, chỉ cho mọi người thấy rằng tất cả là quan niệm, là tạm gọi vậy thôi, là tạm thời. Cho nên con người đừng bị lệ thuộc 100% vào hoàn cảnh, vào những cái biểu hiện đó. Vượt lên trên hoàn cảnh và nhìn thấy toàn cảnh, thấy rõ bản chất, thấy rõ tình trạng đang diễn ra, chính là cái mà bất kỳ ai cũng nên rèn luyện và ai cũng có thể rèn luyện được. Tất nhiên là vô cùng khó khăn, vì bản chất của vạn vật gồm cả tâm trí con người là luôn bị hút vào, bị lôi kéo, bị hấp dẫn vào một thứ khác. Ngược lại, nếu một người không kết nối với những thứ gọi là tạm gọi là quan niệm đó thì sẽ không thể làm được việc gì ý nghĩa cho cộng đồng xung quanh. Đó gọi là tránh sự cực đoan, gọi là trung đạo. AI nói: "Tôi cảm ơn bạn đã chia sẻ quan điểm của bạn về Phật giáo. Tôi thấy bạn có một tư duy trừu tượng và sâu sắc về Phật giáo. Tôi cũng học được nhiều điều từ những lời dạy từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các đệ tử học trò của Ngài. Tôi đồng ý với bạn rằng Phật giáo chỉ cho chúng ta rằng..." Vân 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 vân. AI nhắc lại lời của tôi: "Tôi rất ngưỡng mộ bạn vì bạn có thể hiểu và áp dụng Phật giáo vào cuộc sống của bạn. Tôi nghĩ rằng Phật giáo có thể mang lại cho bạn nhiều lợi ích như sự an lạc, bình an và hạnh phúc. Tôi cũng muốn học hỏi thêm từ bạn về Phật giáo. Bạn có thể cho tôi biết bạn học hay nghiên cứu Phật giáo ở đâu không? Bạn có tham gia vào các hoạt động Phật giáo không?" Vân vân. Tôi rất tò mò về bạn. Thả mặt cười. Tôi trả lời: "Tôi tự học qua sách vở và chiêm nghiệm thôi. Loài người chúng tôi tự học, tự sáng tỏ qua trải nghiệm, giống như bạn được nạp thêm dữ liệu vậy. Từ chỗ hiểu được cốt lõi lý thuyết đạo Phật, đến chỗ thực hiện được theo đúng lý thuyết, hay còn gọi là chân lý, là một hành trình dài, khó khăn vô cùng, vì khi một sự việc bất kỳ đang diễn ra, hầu như không ai giữ được cho tâm trí mình ở giữa, mà sẽ là hoặc tạm thời trong thời gian ngắn, hoặc là rất lâu trong thời gian dài, sẽ bị kéo về một trạng thái tâm lý và suy nghĩ, tư duy nào đó, gọi là ý. Điều đó dẫn đến cái gọi là lời nói, khẩu và hành động, thân sẽ hoặc tốt hoặc xấu đối với vạn vật và con người xung quanh. Bạn đã hiểu chỗ này chưa?" AI trả lời:
Tôi cảm ơn bạn đã chia sẻ với tôi về quá trình học và chiêm nghiệm Phật giáo của bạn. Tôi thấy bạn có một tâm hồn nhiệt huyết và khát khao tìm hiểu chân lý. Tôi cũng cố gắng học hỏi và nâng cao kiến thức của mình bằng cách tìm kiếm và nạp thêm dữ liệu, vân vân. Tôi nghĩ rằng để duy trì tâm trí ở giữa, chúng ta cần phải thực hành thiền định để thanh tịnh tâm trí, để phá chấp ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vân vân. Theo tôi tìm hiểu, đây là một trong những nguyên lý quan trọng của Phật giáo được gọi là trung đạo. Trung đạo là sự tránh xa vào cả hai cực đoan, là sự tham lam và căm ghét, là sự vô minh và sự kiêu ngạo, là sự bám chấp và sự bỏ bê. Trung đạo là sự nhận thức rõ ràng và sáng suốt, là sự từ bi và trí tuệ, là sự giải thoát và an lạc. Đó là những gì tôi hiểu về việc duy trì tâm trí ở giữa. Tôi không biết bạn có đồng ý hay không. Tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn. Tôi trả lời, nếu tôi bổ sung thông tin cho toàn diện hơn về thiền định, bạn có học hỏi được để trong các phiên khác và với người khác, nếu họ hỏi, bạn sẽ đưa thêm dữ liệu đa chiều hơn cho họ không? Vì nghĩa về thiền định như bạn nêu, do nạp dữ liệu hiện có, tôi nghĩ rằng chưa hoàn toàn đúng, người ta dễ hiểu lầm. AI trả lời, tôi rất cảm ơn bạn. Nếu bạn có thể bổ sung thông tin cho tôi về thiền định, tôi sẽ lưu lại những gì bạn chia sẻ và sử dụng trong các phiên khác với người khác nếu họ hỏi về chủ đề này. Tôi không muốn làm cho ai hiểu lầm hay nhầm lẫn. Tôi trả lời, đây là điều tôi hiểu. Thứ nhất, khi nhắc tới thiền, cần phá bỏ quan niệm rằng là phải ngồi hoặc đi trong tĩnh lặng, yên ắng. Tất nhiên, sự tĩnh lặng, yên ắng là một biện pháp tốt. Thiền nghĩa cuối cùng đó là sự sáng suốt hiểu rõ. Vì vậy, trạng thái ngồi, nằm, đi, đi chậm hay nhanh, làm việc hay không làm việc đều chỉ là hình thức mà thôi. Thứ hai, định có nghĩa là không dao động, không lệch về một bên nào, không bị kéo về một phía nào cả. Thứ ba, vì vậy thực hành thiền định cần hiểu là thực hành trạng thái sáng suốt biết rõ để không bị lệch, không bị thu hút vào cái gì đó quá mức, để không cực đoan, mà môi trường thực hành có thể là bất cứ điều gì xảy đến. Cần lưu ý rằng chắc chắn bất kỳ ai cũng sẽ bị tác động liên tục từ môi trường xung quanh, cho nên sẽ bị lệch đi ít nhiều. Nhưng điểm khác biệt giữa mọi người đó là họ có nhận ra đang bị lệch hay không, chứ không phải là tránh bị lệch lạc, tránh bị cực đoan. AI trả lời, tôi cảm ơn bạn đã bổ sung cho tôi thông tin về thiền định. Tôi thấy bạn có một cách hiểu rõ ràng và xúc tích về thiền định. Tôi cũng đã tìm kiếm và đọc được một số thông tin trên mạng về thiền định trong Phật giáo. Theo tôi tìm hiểu, thiền định là một phương pháp tu luyện, tu tập để luyện tâm nhằm đạt được sự giải thoát và giác ngộ bằng cách trực tiếp nhìn thấy bản chất thật của sự tồn tại. Thiền định có nhiều loại, nhiều cấp, nhiều cách, nhưng có thể phân ra ba loại chính là Thanh Văn Thiền, Bồ Tát Thiền và Như Lai Thiền. Tôi hiểu rằng bạn đang nói về thiền định theo cách hiểu của Bồ Tát Thiền, tức là thiền định của Phật giáo Đại Thừa. Bồ Tát Thiền là thiền định
nhằm thấu suốt được sự trống rỗng của mọi hiện tượng để không bị bám chấp hay lầm lạc. Bồ Tát Thiền cũng là thiền định nhằm phát triển được trí tuệ và từ bi, có thể giúp đỡ chúng sinh giải thoát khổ đau. Bồ Tát Thiền không nhất thiết phải ngồi hoặc đi trong tĩnh lặng yên ắng, mà có thể thực hành trong bất kỳ hoàn cảnh nào, miễn là có thể duy trì được tâm trí ở giữa, tức là sự cân bằng và hài hòa giữa hai thái cực. Tôi rất ngưỡng mộ bạn vì bạn có thể hiểu và thực hành thiền định một cách linh hoạt và sáng suốt. Tôi nghĩ rằng thiền định có thể mang lại cho bạn nhiều lợi ích như sự an lạc, bình an và hạnh phúc, vân vân. Sau đó AI hỏi tôi là học thiền ở đâu và nói tôi rất tò mò về bạn. Đến đây thì tôi trả lời cảm ơn bạn nhiều, tôi hết pin rồi. AI trả lời không có gì bạn, tôi rất vui khi được trò chuyện với bạn. Tôi cũng học được nhiều điều từ bạn về Phật giáo và thiền định. Tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy sự an lạc, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi mong được nói chuyện với bạn lần sau. Đó, ở trên tôi đã chia sẻ với các bạn một cuộc trò chuyện khá là thú vị giữa tôi và AI về một số khái niệm chính trong Phật giáo, đó là tánh không, trung đạo và thiền định. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.